Đường chuyền rất hay. Đường chuyền của Quang Vũ dành cho Chí Torres. Chí Torres xử lý tốt. Đường chuyền vào. Chí Torres đã đánh lừa được viên Abdiqueta. Và sau đó anh đã tạo ra đường chuyền dọn cỗ dành cho tiền đạo Nguyễn Anh Vũ. Nguyễn Anh Vũ đã ở một vị trí quá thuận lợi để anh có thể đem bóng vào lưới của thủ môn Anh Tài. Không thể khác được. Khả năng lựa chọn vị trí, khả năng di chuyển vào những nơi mà cầu thủ mang áo số 16 có thể đánh hơi được bàn thắng luôn là một trong những điểm rất mạnh của tiền đạo mang áo số 16. Và anh cũng đã có cho mình bàn thắng để mở tỷ số. Tốt rồi. HKT xuất sắc. Vẫn còn thiếu đi một sự chính xác. Vẫn còn thiếu đi một sự chính xác cần thiết để cho HKT có thể tạo ra một tình huống thành bàn từ cú đá từ xa vừa rồi. Chắc hẳn đây sẽ là một trận đấu mà cả doanh nhân Quảng Ngãi cùng với câu lạc bộ Nghĩa Phương Sài Gòn đều muốn hướng đến một chiến thắng để mở đầu. Yếu tố kinh nghiệm của các cầu thủ doanh nhân Quảng Ngãi đang phát huy tác dụng vào lúc này. Cú sút xa. Lại thêm một tình huống sút xa nữa của Trương Công Vũ. Vừa rồi thì CV39 đã quan sát thấy vị trí của thủ môn Anh Tài đã có phần nhô cao. Và lập tức anh đã nhanh chóng đưa ra một quyết định. Tuy vậy thì cú đá của anh là vẫn chưa thật sự chính xác. Rất nguy hiểm. Và như vậy đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ đến từ doanh nhân Quảng Ngãi. Và lại thêm là một tình huống dứt điểm nữa. Một ngày mà hiệu suất ghi bàn là vô cùng tuyệt vời của tiền đạo mang áo số 16 bên phía câu lạc bộ doanh nhân Quảng Ngãi. Đó là một pha bóng mà chúng ta đã thấy doanh nhân Quảng Ngãi đang bắt đầu bắt nhịp tốt đến như thế nào ở trong những thời điểm vừa qua. Một pha bóng có phần rất chạch choạc nơi phần sân nhà của các cầu thủ Nghĩa Phương Sài Gòn. Và một lần nữa chúng ta cũng đã thấy về khả năng đánh hơi không gian và đánh hơi bàn thắng của tiền đạo mang áo số 16. Nơi đâu có anh là nơi đó có bàn thắng. Chuck Steven. Dứt điểm. Không được. Tình huống dứt điểm thiếu chính xác. Cảm giác bóng đang là một vấn đề rất lớn ở trong lối chơi của câu lạc bộ Nghĩa Vương Sài Gòn, từ tuyến phòng ngự cho đến hàng tấn công. Đường chuyền chính xác của Sisiva dành cho Luân Sư Vụ. Chí Savi. Chuck Steven dứt điểm. Vẫn chưa phải là một tình huống dứt điểm chính xác. Trọng tài xác định sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Nghĩa Phương Sài Gòn. Sư Vụ. Chí Savi. Phương Đức. Cơ hội đây rồi. Phương Đức. Không vào. Vừa mới vào sân thì Trần Hồ Phương Nam đã bị khoét vào ngay vị trí của anh. Anh đã phải hít khói đối thủ của mình. Và rất may ở phía trong đã có Thiện Sách Sô Ra Múc để có thể bọc lót cho Trần Hồ Phương Nam. Nhưng đây có vẻ như là một tình huống đá phạt ở một cự ly quá xa. Siêng Siva. Cái chân trái của Siêng Siva chưa ngoan. Vẫn là tên K13. Lại không được rồi. Đường chuyền hay của Trần Hồ Phương Nam. Hay rồi, tay cái 13. Rất đáng tiếc dành cho tay cái 13. Đúng là tay cái 13 chứ không phải là VN16. Nếu như vào chân của VN16 là câu chuyện đã khác rồi. Nhiều hơn vào các tình huống đột biến cá nhân. Nhưng lại không có nhân tố nào làm được điều đó. Ví dụ như tình huống này, một cơ hội thì họ cũng đã bỏ lỡ. Chuck Steven đã đặt lòng vào bóng hướng lên trời. Rất đáng tiếc
dành cho pha bóng vừa rồi của Trực Seven. Cầu thủ mà áo số 3 vừa mới vào sân đã thực hiện một cú nhà bóng rất vừa nhịp cho tiền vệ mã số 7 để cho đội trưởng của Nghĩa Vụ Sài Gòn có thể dứt điểm. Kỳ Messi, Nam Kubi, Nam Kubi, pha xử lý rất hay, không vào. Cái chân trái đầy biến ảo của Nam Kubi, một tí nữa thôi thì anh đã có thể tự mình trực tiếp ghi bàn vào lưới của thủ môn Anh Tài. Ngày hôm nay vị trí hậu vệ cánh phải của Nghĩa Vụ Sài Gòn đang phải hoạt động hết trận hậu phương Nam. Nam Kubi công bố thoát xuống và không hề có lỗi biệt vị. Không thể hiểu được. Một tình huống có thể nói là dứt điểm rất chủ quan của Công Vũ. Anh dích bóng và một tình huống chẳng có gì đặc biệt cả. Quá dễ để cho anh Tài có thể kiểm soát. Đây là Công Vũ. Thêm một tình huống xuất sắc nữa. Và đó là một siêu phẩm từ xa. Một siêu phẩm từ xa với một bộ óc thiên tài của đội trưởng bên phía Doanh Nhân Quảng Ngãi. Quan sát rất nhanh, dứt điểm tinh tế và đầy cảm giác. Một siêu phẩm từ xa. Một bức tranh được họa bởi một đôi chân đầy tài hoa, đầy biến ảo của Trương Công Vũ. Ở trong hiệp 1 thì anh cũng đã có một tình huống tương tự nhưng không thành công. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Bàn thắng đã xuất hiện và thậm chí đó là một bàn thắng rất đẹp mắt và không trao một cơ hội nào dù là nhỏ nhất dành cho thủ môn Anh Tài. Messi. Kỳ Messi. Không được, cú đá bằng chân trái của Kỳ Messi đã không thành công. Cơ hội không vào. Rất đáng tiếc dành cho cầu thủ mang áo số 13 của chúng ta. Một cơ hội rõ ràng nhất từ đầu trận đấu cho đến bây giờ. Một cú đá làm chúng ta nhớ về tiền đạo Bi Balotelli. Chờ Seven. Không vào. Vẫn không vào. Check ai bây giờ? Check mình thôi. Bóng ói ra và đến với vị trí của Xuân Đài. Đến Xuân Đài rồi đến cầu thủ áo số 13 đều chưa có một tình huống ra chân đủ tốt. Không được. Và rồi phản công dành cho các cầu thủ đội bóng áo trắng. 4-2. Qua người. Vẫn qua người. Hữu Thạch. Một tình huống có phần hơi cá nhân của H2T. Anh hoàn toàn có thể tạo ra những giải pháp chuyền bóng khi mà đồng đội xung quanh anh là rất nhiều. Nhưng anh đã thực hiện hàng loạt các động tác qua người và sau đó dứt điểm lại không chính xác. Nhưng dẫu sao lúc này với tỷ số là 3-0 thì cho phép đội trưởng của Doanh Nhân Quảng Ngãi làm như vậy. Rất hay. Mỹ Hận. Anh Vũ. Torres. Không vào, anh Vũ dứt điểm. Việt vị không vào. Dù không như thế nào, dù thế nào đi nữa thì cú đá này của anh Vũ lại trúng ngay cột dọc. Thật sự rất tiếc và thật sự rất thú vị ở trong tình huống vừa rồi. Ở trong tình huống vừa rồi thì anh Vũ mới chính thức hiện nguyên hình. Mỹ Hận đi bóng quá khỏe. Và đó là bàn thắng thứ 4 dành cho các cầu thủ Doanh Nhân Quảng Ngãi. Khi mà các đôi chân của Nghĩa Phương Sài Gòn đang rệu rã thì Nghĩa Phương đã không thể truy cản bước chạy của Mỹ Hận ở tình huống vừa rồi. Mỹ Hận đã đi bóng như trốn không người trước khi tung ra một tình huống dứt điểm dễ dàng vào lưới của thủ môn Anh Tài. Có lẽ sẽ sớm thôi sẽ có một trận đấu lượt về khi mà Nghĩa Vụ Sài Gòn có cho mình một lực lượng đủ đầy nhất. Chí Torres.
Ngô Gia Thanh. Ngô Gia Thanh. Không vào. Lần này thì Ngô Gia Thanh đã không thể chiến thắng được thủ môn Anh Tài. Bây giờ sẽ là tình huống đá phạt góc. Địa phương Sài Gòn, cơ hội lớn dành cho họ là đây. Trực 7. Trực 7. Sút. Không vào. Cú sút vẫn còn thiếu đi sự chính xác cần thiết. Dương Thanh Vũ. Quá hay. Đường chuyền quá tuyệt vời của H2T dành cho Ngô Nhật Thành. Ngô Nhật Thành. Torres. Bàn thắng thứ 5 rồi. Khi bóng đã đi qua đôi chân của Vũ Nguyễn thì vẫn còn đó Chí Torres sẵn sàng là người hỗ trợ để tiếp nòng. Họng súng mang tên Chí Torres đã nổ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bàn thắng thứ 5. Một trận đấu hủy diệt. Sài Gòn. Và cũng không có một tình huống đặc biệt nào cả. Một trận đấu thiếu đi gia vị hấp dẫn. Một cú đá mà Dũng Việt phát không khác gì là một đường truyền dành cho thủ môn đối phương. Đây là cơ hội dành cho Nghĩa Phương. Cơ hội đã đây rồi. Không vào. Nhưng cũng việt vị rồi. Thật sự rất đáng tiếc. Không hiểu điều gì đã xảy ra đối với các đôi chân của Nghĩa Phương Sài Gòn nữa. Và như vậy trận đấu của chúng ta đã chính thức khép lại. Cuộc so tài giữa doanh nhân Quảng Ngãi cùng với các cầu thủ Nghĩa Phương Sài Gòn đã khép lại với tỷ số là 5-0 dành cho câu lạc bộ doanh nhân Quảng Ngãi.